Các bạn biết gì về thầy cúng? Thầy cúng, hay còn được gọi là Shaman trong một số nền văn hóa, có vai trò từ thời cổ đại, thậm chí trước khi các tôn giáo chính thống ra đời. Họ được xem như những người kết nối giữa thế giới con người và thế giới thần linh, thường đảm nhận việc chữa bệnh, trừ tà và đưa ra lời khuyên. Trong nhiều nền văn hóa, trong đó có Việt Nam, tỏi được coi là một vật phẩm mạnh mẽ để trừ tà và xua đuổi ma quỷ. Ngoài ra, thầy cúng phải trải qua một lễ nghi gọi là nhập đồng, trong đó sẽ mượn linh hồn của thần thánh để có được quyền năng. Đấy là nguồn gốc sâu xa của thầy cúng. Tuy nhiên, có lẽ nguồn gốc này đang dần bị mai một khi bất cứ ai cũng có thể trở thành thầy cúng với những nhánh tỏi trên tay. Và hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá một vụ án về một ca sĩ kiêm thầy cúng trừ tà có tên là Cương Tỏi. Tuy nhiên, ca sĩ trừ tà này lên đồng không phải do thần linh nhập vào người, mà là do thần Mai Thúy Đá nhập. Ca sĩ đó là Châu Việt Cường, tên thật là Nguyễn Việt Cường, sinh năm 1984, thường trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh. Và đây là một vụ án có thật xảy ra vào năm 2018, khi Châu Việt Cường dùng tỏi để hại chết người tình. Châu Việt Cường và 33 nhánh tỏi. Các bạn đang đến với chương trình Lật Lại Kỳ Án của Luật Pháp Trị, nơi chúng tôi sẽ đi sâu vào những vụ án chấn động, những bí ẩn chưa có lời giải, những sự việc kinh hoàng được đưa ra ánh sáng, và còn cả những âm mưu đang ẩn giấu chờ được chúng ta khám phá. Hãy dõi theo những diễn biến gay cấn của vụ án vào lúc 20 giờ tối Chủ nhật hàng tuần. Rạng sáng ngày 5 tháng 3 năm 2018, sau khi đi biểu diễn ở khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Hà Nam về, Châu Việt Cường đón ca sĩ tên Nam Khang đi ăn. Sau đó cả hai đến căn hộ của Phạm Đức Thế đang ở tại phố Nguyên Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội. Tại đây, Cường bỏ ma túy đá dạng ketamin ra cho cả ba cùng tham gia tiệc Mai Thúy. Đến 3 giờ 30 phút, Khang gọi cho bạn gái mình tới căn hộ Thế đang ở để cùng chơi trò chơi cảm giác mạnh. Bạn gái Khang sau đó rủ thêm chị Trần Mỹ Huyền, 20 tuổi, trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội cùng đến. Tại đây, cả nhóm tiếp tục sử dụng ma túy và cùng nhau quan hệ tình dục. Đến 7 giờ sáng, các đối tượng tiếp tục sử dụng ma túy. Tuy nhiên, lần này không có mặt của Nam Khang vì ca sĩ này đã đi Thái Bình để biểu diễn từ sáng sớm. Quá trình sử dụng ma túy, Châu Việt Cường và chị Huyền bị sốc, rơi vào tình trạng phê ma túy. Cả hai người nói chuyện rồi khóc lóc, sau đó vái lạy nhau. Cường bị ảo giác, tưởng chị Huyền là bà cô tổ nên khóc lóc, chắp tay lại chị Huyền. Chị Huyền ôm đầu Cường và nói: "Bà thương con lắm, bà khổ tâm lắm, con có biết không?" Một lúc sau, chị Huyền lại nói: "Trời ơi, cứu con khổ lắm." Sau đó, vì sợ hãi chị Huyền bị ma nhập, nên Cường bảo Phạm Đức Thế đưa tỏi cho hắn để trừ tà ma. Sau đó, hắn kêu Thế gọi thầy cúng về trừ tà, còn bản thân mình thì móc vỏ tỏi rồi ném vào người chị Huyền. Tuy nhiên, sau một lúc ném mà nạn nhân vẫn không bình thường trở lại, hắn ta nhét những nhánh tỏi còn nguyên vỏ vào trong miệng nạn nhân. Mỗi nhánh có kích thước khoảng 4,5 x 6 cm. Hắn nghĩ nhét càng nhiều thì càng hiệu quả. Hắn nhét tổng cộng hơn 30 nhánh tỏi vào miệng của nạn nhân. Khi các nhánh tỏi không thể nhét vừa, hắn đã bóp cổ chị Huyền để những nhánh tỏi trôi sâu xuống hơn, khiến nạn nhân bị ngạt cơ học dẫn đến tử vong. Chưa hết, bản thân hắn cũng đã ăn rất nhiều tỏi nhằm mục đích trừ tà nên đã bị cháy cổ họng. Về phần Thế và bạn gái, khoảng 10 giờ 45 phút ngày 5 tháng 3, Thế đã gọi cho hai người cùng trú tại Ninh Bình là hai thầy cúng và nhờ lên nhà mình để làm lễ trừ tà cho người thân. Khi hai thầy cúng này lên tới nơi thì gặp Thế và Châu Việt Cường đang có biểu hiện như phê ma túy. Bên cạnh đó có một cô gái đã tử vong. Hai người này vội vàng chạy ra ngoài và ngay lập tức đi trình báo cơ quan công an. Khi cơ quan chức năng tới hiện trường, chị Huyền đã tử vong, miệng bị nhét nhiều tỏi, còn Châu Việt Cường vẫn đang trong tình trạng ngáo khi bị đưa về trụ sở công an. Một ngày sau khi bị bắt, Cường phải nhập viện điều trị nhiễm trùng máu do bị cháy cổ họng. Sau khi xét nghiệm, các bác sĩ ghi nhận lượng bạch cầu của hắn lên tới hơn 26.000, trong khi người bình thường chỉ có hơn 10.000. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là do Cường đã ăn
và nuốt chừng rất nhiều tỏi. Theo cơ quan chức năng, qua khám nghiệm pháp y tử thi, tìm thấy hơn 30 nhánh tỏi, củ tỏi nằm ở trong miệng chị Huyền, trong đó có 3 củ tỏi nguyên và 1 củ tỏi đã chặn đúng lưỡi, gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp là nguyên nhân chính khiến chị Huyền tử vong. Từ những lời khai và chứng cứ công an thu giữ được, chiều ngày 6 tháng 3 năm 2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Việt Cường, nghệ danh Châu Việt Cường để phục vụ điều tra. Xét xử. Ngày 7 tháng 3 năm 2019, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa Châu Việt Cường, tên thật là Nguyễn Việt Cường, 41 tuổi ở Cẩm Phả, Quảng Ninh, và Phạm Đức Thế, 38 tuổi quê Yên Khánh, Ninh Bình, ra xét xử về tội giết người, tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước khi bắt đầu phiên tòa, Châu Việt Cường cùng Phạm Đức Thế được công an dẫn giải đến phòng xử án. Trong chiếc áo khoác màu nâu đất, Châu Việt Cường im lặng, hai tay chắp vào nhau hướng về phía người thân của bị hại. Tại tòa, mẹ của nạn nhân Huyền đã cầm theo di ảnh của con gái, bật khóc bên ngoài phòng xử án. Trước hội đồng xét xử, gia đình chị Huyền yêu cầu Châu Việt Cường phải bồi thường thêm 200 triệu đồng và được chủ tọa phiên tòa chấp nhận, đưa vào bản án. Châu Việt Cường phạm tội giết người, bị tuyên phạt 13 năm tù, còn bị cáo Phạm Đức Thế bị tuyên phạt 7 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, nói lời sau cùng, bị cáo Châu Việt Cường cho hay, giây phút này, bị cáo phải đứng ở đây đã nhận thức đầy đủ được tội lỗi của mình gây ra cho chị Huyền và gia đình chị. Đứng ở đây, bị cáo đã bị dư luận xã hội chỉ trích là con người hư hỏng, suy đồi đạo đức. Hành vi của bị cáo đáng lên án. Đến cuối đời có lẽ bị cáo không chuộc được hết lỗi lầm của mình, Châu Việt Cường nói. Nghía qua profile của Châu Việt Cường thì có lẽ ca sĩ này nổi tiếng nhưng không ít tai tiếng. Cường từng theo học tại một trường cao đẳng về nghệ thuật tại Hà Nội và được biết đến qua một số ca khúc thiên về dòng nhạc thị trường như Từ Trên Trời Rơi Xuống, Bạc Trắng Tình Đời, Nước Mắt Chảy Tuôn, Tình Chết. Năm 2012, một người hâm mộ tên N đã tố cáo bị Châu Việt Cường cưỡng hiếp tại nhà riêng ở Hồ Đền Lừ, Hoàng Mai, Hà Nội. Nữ sinh này cho biết cả hai quen nhau qua mạng xã hội. Sau nhiều lần trò chuyện, tâm sự, N gặp Châu Việt Cường lần đầu tiên khi có dịp đi dã ngoại ở Hà Nội. Sau khi hẹn gặp ở nhà riêng, nam ca sĩ Từ Trên Trời Rơi Xuống có hành vi mờ ám và ép N quan hệ hai lần. Không thể phản kháng, sự việc để lại cho nữ sinh lớp 12 ám ảnh tâm lý, khiến cô quyết định lên tiếng tố cáo. Sự việc khiến cư dân mạng tranh cãi trong thời gian dài. Trước sức ép dư luận, Châu Việt Cường mở họp báo giải thích và có nhiều phát ngôn gây sốc. Cường khẳng định không có chuyện đó, mà là do cả hai tự nguyện. Tiếp đó, vào tháng 9 năm 2016, có clip ghi lại hình ảnh Châu Việt Cường to tiếng với khán giả tại huyện Vân Đồn, Quảng Ninh. Theo đó, khi Cường đang biểu diễn, thì một đám thanh niên bán đồ điện tử, loa đài bật nhạc Châu Khải Phong khá to ở phía dưới khán đài. Hành động này khiến cho Cường tức giận, lập tức dừng hát và đi thẳng xuống phía dưới khán giả, rồi ẩu đả. Cường không ngừng chửi bới, đe dọa đám thanh niên kia, buộc người dân xung quanh phải vào can ngăn. Cuối tháng 6 năm 2017, Cường có ẩu đả với một người khi hai bên xảy ra va chạm giao thông. Vụ việc diễn ra tại đường Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Trước những lời bàn tán, một ngày sau sự cố, Châu Việt Cường lên tiếng giải thích trên trang cá nhân. Cường thừa nhận hành vi đánh người, tuy nhiên lý do là bởi đối phương không thừa nhận lỗi sai, thậm chí văng tục và có hành động bất lịch sự. Thank you.